nhân sự do Quốc hội bầu phê chuẩn, có số phiếu tín nhiệm cao, cao nhất. Bộ trưởng Tô Lâm nói rõ về thông tin dùng thẻ căn cước công dân bị theo dõi. Hai cán bộ công an ở tỉnh An Giang bị kỷ luật cảnh cáo. Gây thiệt hại 96 triệu đồng, giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ bị kỷ luật. Israel khui bí mật của Hamas, cảnh báo về 7 tử thần. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp buổi sáng của báo Người Lao Động. Thông tin vừa rồi là những sự kiện đáng chú ý được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Trong chương trình làm việc của kỳ họp 6, Quốc hội khóa 15, Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Trước đó, trong phiên họp, Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Theo kết quả được công bố, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đạt số phiếu tín nhiệm cao nhất với mức số phiếu tín nhiệm cao 448 phiếu, chiếm 93,14% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 29 phiếu, chiếm 6,03% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 4 phiếu, chiếm 0,83% tổng số phiếu thu về. Người đạt mức tín nhiệm cao thứ hai là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các mức sau: số phiếu tín nhiệm cao 437 phiếu, chiếm 90,85% tổng số phiếu thu về; số phiếu tín nhiệm 32 phiếu, chiếm 6,65% tổng số phiếu thu về; số phiếu tín nhiệm thấp 11 phiếu, chiếm 2,29% tổng số phiếu thu về. Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận dự thảo luật căn cước. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết sẽ tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo luật. Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội 13 của Đảng đề ra là đẩy mạnh chính phủ điện tử, tiến tới chính phủ số, trong đó tập trung phát triển hạ tầng số. Các cơ quan nhà nước một cách tập trung, thông suốt, thiết kế đồng bộ, xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống tích hợp, kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu lớn, nhất là cơ sở dữ liệu về dân cư, y tế, giáo dục, bảo hiểm, đất đai, nhà ở, để phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định việc xây dựng luật căn cước là rất quan trọng và cần thiết, không chỉ yêu cầu đáp ứng quản lý, giảm thủ tục hành chính, mà còn phát huy giá trị các cơ sở dữ liệu trong phát triển kinh tế xã hội, phục vụ chuyển đổi số. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định việc sử dụng thẻ căn cước có gắn chip điện tử, mã QR và căn cước điện tử không theo dõi và không thể theo dõi được. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Châu Đốc tỉnh An Giang đã thông báo về kỳ họp lần thứ 20 xem xét xử lý kỷ luật đối với hai cán bộ thuộc Đảng ủy Công an thành phố Châu Đốc. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Châu Đốc quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Tình, Đảng ủy viên, đội trưởng đội cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Châu Đốc. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Châu Đốc nhận định, trong thời gian làm đội trưởng đội cảnh sát kinh tế, đồng chí Tình đã lạm dụng chức vụ quyền hạn được giao trong thực thi công vụ và chỉ đạo, thực hiện không đúng chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước để xảy ra sai phạm kỷ luật trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Đốc cũng quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Bùi Công Vẽ, cán bộ công an phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc. Ông Bùi Tấn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định, xác nhận vừa ban hành quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Trần Phước Phi, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện. Trước đó, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định đã có kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về phát triển rừng, sử dụng rừng tại lô 2, khoảnh 11, tiểu khu 98, xã Vĩnh Sơn, do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh quản lý. Theo đó, việc Ban Quản lý cho phép 5 nhân viên bảo vệ rừng trạm Vĩnh Sơn trồng sen và khai thác cây keo lai, kết hợp trồng bổ sung cây sao đen trên diện tích rừng trồng phòng hộ 4,5 hectare nhằm nâng cao thu nhập, góp phần cải thiện đời sống của nhân viên trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện do chủ quan chưa nghiên cứu kỹ các quy định đã để xảy ra một số khuyết điểm sai phạm trong việc chấp hành pháp luật về phát triển rừng và sử dụng rừng. Kết quả giám định tổng thiệt hại rừng trồng trên diện tích 4,5 hectare là hơn 96 triệu đồng, đối chiếu với quy định chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi cho biết việc tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí đúng và đủ bản chất sự việc diễn ra liên quan việc thu hồi đất của công ty dâu tằm tơ Tân Lộc, công ty Tân Lộc. Ông nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai luôn đồng hành và mong muốn doanh nghiệp phát triển, nhưng doanh nghiệp phải tuân thủ quy định pháp luật.
Theo ông Võ Văn Phi, kết luận của Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ công ty Tân Lộc cho thuê đất trái pháp luật, sử dụng đất được giao không đúng mục đích. Điều này thể hiện ý thức chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp này. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai mong muốn các cơ quan báo chí căn cứ vào nội dung kết luận của cơ quan chức năng để thông tin, tuyên truyền đúng bản chất sự việc. Theo đại diện Tòa án Nhân dân tỉnh, sau khi xét xử và có bản án sơ thẩm, phía công ty Tân Lộc đã kháng cáo. Hiện nay, các thủ tục để Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm theo quy định đang được tiến hành. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ sáng hôm nay. Mời quý vị và các bạn đón xem. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã ban hành văn bản về việc cho phép tạm thu học phí học kỳ 1 năm học 2023 đến 2024 tại các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập trên địa bàn. Theo văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thành phố thống nhất chủ trương tạm thu học phí năm học 2023 đến 2024 của các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập trên địa bàn theo đề xuất của Sở Giáo dục, Đào tạo tại tờ trình 6041 ngày 18 tháng 10, 2023, cho đến khi Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 81. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng giao Sở Giáo dục, Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và Sở Lao động Thương binh Xã hội triển khai hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện theo đúng quy định. Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin hội phụ huynh của một lớp thuộc khối 8 trường trung học cơ sở Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An huy động các phụ huynh trong lớp nộp 700.000 đồng một học sinh để mua áo đồng phục và phục vụ cho tiết mục văn nghệ tập thể lớp chào mừng ngày lễ Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Với số lượng khoảng 45 học sinh, số tiền huy động cho một tiết mục văn nghệ sẽ lên tới khoảng 30 triệu đồng. Khi thông tin trên được đăng tải, nhiều ý kiến bức xúc, không đồng tình vì mức thu nói trên là quá cao và không hợp lý, cách triển khai áp đặt. Sau khi xảy ra sự việc trên, bà Hà Lê Hòa Bình, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hà Huy Tập cho biết, sự việc là do hội phụ huynh tự phát đi thông báo thu tiền khi chưa có ý kiến chính thức của giáo viên chủ nhiệm, là hiện tượng tự phát của một lớp chứ không phải chủ trương của nhà trường. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cung cấp đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Nhật, sinh năm 1967, trú xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo điều tra, năm học 2022 đến 2023, ông Nhật được nhà trường phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp 4, một trường tiểu học trên địa bàn xã Hồng Sơn. Trong quá trình giảng dạy, ông Nhật đã nhiều lần giở trò đòi bài với em VNTT, tên viết tắt, sinh năm 2013, và em TNIN, tên viết tắt, cũng là học sinh tiểu học do ông Nhật chủ nhiệm. Hành vi đòi bại của ông Nhật sau đó đã được gia đình nạn nhân tố cáo lên cơ quan công an. Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cùng lực lượng liên quan làm rõ nguyên nhân tai nạn giao thông nghiêm trọng trong khu công nghệ cao. Thông tin ban đầu, nam tài xế lái xe container trên D2 hướng khu công nghệ cao đi cầu Phú Mỹ. Khi rẽ trái vào đường số 16, phường Tăng Nhân Phú B thì phương tiện này va chạm trực diện với xe máy do anh DHP, tên viết tắt, 31 tuổi, chạy trên đường D2 theo hướng ngược lại. Anh P đi xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Công an thành phố Thủ Đức và các đơn vị liên quan đã đến hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra. Tài xế xe container cũng được công an đưa về trụ sở kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích. Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã tổ chức lễ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, sổ hồng đến các cơ sở tôn giáo. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho hay việc xem xét cấp sổ hồng cho các cơ sở tôn giáo còn liên quan đến một số vấn đề như quy hoạch ranh đất của các tổ chức tôn giáo. Sở mong muốn sớm cấp sổ hồng để các cơ sở tôn giáo sớm thực hiện quyền của mình như xây dựng, sửa chữa. Tính từ năm 2005 đến nay, cơ quan này đã xem xét, trình công nhận và cấp được hơn 800 sổ hồng cho các tổ chức tôn giáo với diện tích hơn 2 triệu mét vuông. Nói tiếp bản tin sáng nay trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Cơn bão Otis vừa đổ bộ vào bãi biển nghỉ mát nổi tiếng Acapulco ven Thái Bình Dương của Mexico với cấp độ 5 cực kỳ nguy hiểm. Đài CNN cho biết bão Otis đổ bộ với sức gió hơn 265 km/h, đe dọa gây thiệt hại thảm khốc do có lực gió hủy diệt, mưa lớn và sóng dâng cao. Cơn bão dự kiến sẽ suy yếu nhanh chóng do đi vào đất liền và tiếp xúc với địa hình cao ở miền nam Mexico. Dù vậy, đây vẫn là tình huống cực kỳ nguy hiểm cho vùng đô thị Acapulco với khoảng 800.000 dân sinh sống. Trước đó, Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết Otis đã là cơn bão cấp 4 với sức gió duy trì tối đa 233 km/h.
Có thể thấy, cơn bão mới nhất đang hoạt động ở khu vực Trung Mỹ đã tăng từ cấp 4 lên cấp 5 chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ. Dự báo bão của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cũng lưu ý khi đổ bộ, bão Otis sẽ nhanh chóng suy yếu. Dù vậy, bão dự kiến ảnh hưởng tới thời tiết của đoạn bờ biển trải dài giữa các đô thị ven biển Chihuatanejo và Punta Maldonado ở bang Guerrero của Mexico trong vòng 12 đến 24 giờ tới. Dự báo, bão Otis mang theo lượng mưa lên tới 38cm ở các vùng của Guerrero và bang lân cận Oaxaca. Quân đội Israel vừa qua đã đề xuất Liên Hiệp Quốc yêu cầu phong trào Hamas cung cấp nhiên liệu cho chính dải Gaza. Theo Reuters, đề xuất trên được đưa ra sau khi cơ quan Liên Hiệp Quốc cung cấp viện trợ cho thường dân Palestine ở dải Gaza. UNRWA cảnh báo rằng họ sẽ phải tạm ngừng hoạt động sắp tới nếu không được bổ sung nhiên liệu. Sau khi UNRWA đăng cảnh báo trên mạng xã hội, lực lượng phòng vệ Israel đã dẫn lại cảnh báo này và cho biết phong trào Hamas có hơn 500.000 lít nhiên liệu trong các bồn chứa bên trong dải Gaza. Quan chức viện trợ cấp cao của Liên Hiệp Quốc Lynn Hastin trước đó nói với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng có 400.000 lít nhiên liệu trên các xe tải ở Ai Cập sẵn sàng được vận chuyển và cung cấp trong khoảng 2 ngày rưỡi. Tuy nhiên, người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cáo buộc Hamas ăn trộm nhiên liệu từ UNRWA và nói thêm nhiên liệu sẽ không được vận chuyển vào dải Gaza. Hamas lấy nhiên liệu cho cơ sở hạ tầng quân sự của họ. Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh, chỉ thông qua hợp tác mới có thể giúp Biển Đông chuyển màu sắc từ xám sang xanh, hướng tới hòa bình và phát triển bền vững. Đó là phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt tại Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 15 với chủ đề Thu hẹp vùng biển xám, mở rộng vùng biển xanh vừa qua. Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cho biết, trong 15 năm qua, chuỗi hội thảo Biển Đông đã và đang tạo ra môi trường rộng mở, thẳng thắn, hữu nghị cho các chuyên gia khu vực và quốc tế hội tụ để tăng cường hiểu biết chung và thu hẹp khác biệt. Ông hy vọng chuỗi hội thảo này sẽ tiếp tục trở thành một diễn đàn an ninh biển cấp độ khu vực quan trọng, rộng mở, bao trùm và sáng tạo, là nơi gặp gỡ và là điểm giao thoa giữa các lợi ích từ Ấn Độ Dương tới Thái Bình Dương và xa hơn nữa. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp buổi sáng của chúng tôi. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để có thể cập nhật với những thông tin mới nhất về các sự kiện trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!